Cô bác ơi, đây là trên tay em có là đang cầm một số tiền của chú Hải, là chú có tặng riêng cho gia đình anh Sài. Mình chào toàn thể quý cô bác ạ. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cõi La Linh. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Cô bác ơi, thì sáng ngày hôm nay thì vợ chồng em có là đã gọi máy rồi. Đấy, chiều nay thì máy bắt đầu lên để mà múc nền nhà cho hai mẹ con cô Cầu. Đấy, và múc cái đằng sau tả ly cho gia đình nhà anh Sài. Cô bác ơi, hiện tại thì máy xúc thì xem xúc cái tả ly của gia đình anh Sài trước. Đấy, tại vì là xúc như thế này, sau đó thì tiện đường máy xúc sẽ đi qua đằng sau này đi luôn. Đấy, sang bên này. Bây giờ thì anh Sài bắt đầu là cắm que. Em múc đến đâu thì cắm đến đấy. Đây, anh xúc đến đâu thì anh cắm cho anh máy xúc múc mà. Đủ. Lên trên đấy, cái cây ở bên kia nó ở bên kia mà, chỗ chó nó kiểu kia mà. Này, không cần cẩn thận là mật gầu của nó vào cái trình tường nhanh là đi nhà luôn đấy nhỉ. Máy xúc thì đang múc cái phía bên đằng sau nhà của anh Sài. Còn bên này thì mọi người đang dọn dẹp đường. Ô chị ơi, thế là đường xe máy của nhà mình đi cái phía bên này ấy ạ? Đường xe máy mình đi bên này à? À. Ông hôm nay ông cũng lên xem máy xúc múc múc này nhà cho con gái đấy nhỉ. Thế bây giờ đường xe máy đi bằng đường nào hả anh Sài? Vâng, nếu lên nhà anh ấy mà. À, bây giờ không lên được rồi à? À, đào xong mới sửa xong á. À.
Chị đang cắt da lợn. Anh Sài là anh đang mở cái con đường dưới này. Thế mai kia là chúng em múc nền nhà của hai mẹ con cô Cấu ấy ạ. Thì đất là tất cả mọi cái đất là sẽ xuống phần này. Thì coi như là cái đường này sẽ không đi được nữa. Đây. Ngày hôm nay thì múc cái chỗ đằng sau này của nhà anh Sài. Chắc là sáng mai mới xong đấy nhỉ anh nhỉ? Đấy. Hết buổi sáng mai mới xong đấy. Vâng. Chiều nay thì em đán với lại cô Cầu là đi sang bên kia điệu ngô về và bẻ ngô rồi. Cô bác ơi, hiện tại thì bây giờ đã là sáng ngày hôm sau rồi. Cái tiếng máy xúc thì vẫn đang tiếp tục là múc. Và chiều ngày hôm qua thì chưa có xong cái chỗ này nhà anh Sài. Chắc bây giờ xong. Bây giờ xong rồi ấy. Đã múc ở bên chỗ bến rửa nhà anh Sài chắc ấy. Đây, xem cái hồi nhà nhà anh Sài nào. À, mày múc đã xong, múc xong một lửa này. Mới được một lửa thôi anh ạ. Ừ. Bây giờ là mày đang quay vòng. Múc cái hòn đá. Cái vòng sang bên này xong rồi. Cái vòng sang bên này. Ừ. Chào anh. Ôi, đá to phết đây anh ạ. À, máy đang đào cái hố chôn đá. Ở đây cái đá mà mình lo nhất là đã xuống rồi đây. Sai rồi, không có đá cao như thế rồi. Đây. Đây là mưa chứ ạ. Con đá này có khả năng đi rồi đấy nhỉ. Con này con chỗ ông ấy. Làm cái đường kia chưa xong chưa? Làm đường kia chưa xong à? Đá phải nặng chứ anh. Ôi, em ngồi đây đất còn rung rung. Anh đang đang vần cái kia ra đây không cho này xuống đấy đấy à? À, đang vần vần ra chỗ đấy một tí á. Ừ. Xuống đây, xuống đây. Anh xuống này đấy. Xuống dưới này đấy. Xuống dưới này làm gì ạ? À? Máy xúc nó kệ hòn đá lên, anh cho hòn đá vào đây hiểu không? Hòn đá bây giờ nhớ. Ồ. Đây. Đây anh cho hòn đá đúng rồi đó. Cho vào chỗ kia. Rồi, đưa anh ra.
Này à? Chắc phải cào cái chỗ đất này đi nữa cơ không mới lấp được. Chứng tỏ là ở dưới cái đất này thì cực kỳ nhiều đá nhá anh nhỉ, cái chỗ này ấy. Này chỗ kia cũng còn đá này. Chỗ này ấy à? Không biết nữa. Đá mới to mới bé chuẩn mức được. Đá đây. Sâu ấy. Bắt đầu với mức là đang không di chuyển đá lớn này xuống như thế. Còn một tí nữa thôi nhỉ anh nhỉ?
Cái này à? Nhìn như kiểu cái chiếc bánh giày ấy nhở, cái này ấy. Nhở. À cái bánh gối chứ. Nhở. Đúng không ạ? À? Giống à. Vướng cái hòn dưới này rồi. Đi đằng đầu kìa. Sao đây đại ca? Hả? Cuối cùng nó ra xuống được. Cẩu kia sợ kìa, kia nó cũng nặng kìa, con cẩu nó ra đây đẩy nó xuống đi. À sáng nay anh cái hòn này nó ở đây trước rồi chứ? À cái hòn trên này ấy, à nhỉ. Cái hòn này chứ. Nó nằm trên nhưng mà lại kéo ông ra này, cái này nó lại chắc tù thôi anh ạ. Cái hòn này to thật sự. Bây giờ anh chôn cái hòn đá xong rồi cái đất này thì anh lấy lấp vào đây anh. Thank you.
Đúng rồi. Vâng, thế cái hòn này chắc dễ thôi nhỉ anh nhờ thế. Vâng, may quá. Thế trước mắt là cứ giải quyết những cái hòn đá to này, sau đó thì mình mới múc đèn anh. Cô Bang ơi, hiện tại thì đã là giờ chiều rồi. Đấy, chiều nay thì anh em lại tiếp tục là công việc. Anh Sài ơi, anh ơi, anh xem là cái cây này ấy, chặt đi nhá. Ở đây có máy cắt không nhỉ? Thế á? Đâu ạ? À? Thu cái dây điện này lại.
Thu được không ạ? Không à, mai kia là làm nhà ở đây nó xấu lắm. Với lại máy múc này nó mặt bằng nó không đẹp ý. Cây này chắc là không cần, nó là sửa cái trên kia thôi. Hay chặt hết hai cái cây này nhá. À đấy, để em xem mai ở đây có máy không anh? Máy cắt gỗ ấy. Máy chuẩn đây chắc là có gì mình thuê họ cắt cũng được. Đấy. Thế anh có đồng ý cho cắt cây không ạ? À? Cây này với lại cây trên này, cây to này. Sao lại do trưởng thôn à? Nhưng mà cái cây này phải xin trưởng thôn ấy ạ? À? À được rồi, để em bảo anh trưởng thôn ạ. À. Thế là một hòn đá cũng đã đi.
Còn bên này thì em Đàn với lại anh Sài với lại vợ anh Sài đang khuân đá để mà kè cái chỗ đường dưới này. Tại vì dưới này là có vướng một cái hòn đá ấy nhá. Đấy. Dưới này có một cái hòn đá không đi qua được thì bây giờ phải kè. Mở một cái đường mới cho mọi người đi lên nương. Còn cái phần đường này thì đã bị lấp rồi. Đá ở đây toàn đá dẹp dẹp bằng bằng nhỉ anh Sài nhỉ. Quý cô bác ơi, thì sau khi mà anh máy xúc thì anh đã giải quyết hết được những cái phần đá mà gọi là khó khăn nhất và to nhất rồi. Thì bây giờ anh lại tiếp tục là quay lại múc cái đằng sau hồi nhà của anh Sài. Đấy. Ngày mai hoặc là ngày kia thì chúng em sẽ bắt đầu múc nền nhà cho hai mẹ con cô Cầu. Ngày hôm nay chỉ được một góc thôi. Đấy, cố gắng là chắc anh máy xúc tối nay sẽ xong cái phần chỗ này. Hiện tại thì trời cũng bắt đầu tối rồi. Đấy, mặt trời lại tắt nắng rồi. Đây là trên tay em có là đang cầm một số tiền của chú Hải, là chú có tặng riêng cho gia đình anh Sài. Chú tặng cho gia đình nhà anh là 5 triệu. Chú ấy tên là chú Hải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tờ 5 triệu. Đây là chú tặng riêng cho gia đình anh. Tại vì là trong cái quá trình mà chúng em tìm đất nền nhà cho hai mẹ con cô Cầu ấy ạ, thì chúng em cũng tìm rất là khó khăn, không có. Thì chú cũng rất là vui khi mà được gia đình anh là có hiến tặng đất cho hai mẹ con cô Cầu làm nhà. Thì đây là chú bảo đây là cái món quà chú tặng riêng đấy, coi như là cái lòng tốt của hai vợ chồng anh ấy ạ, là được mọi người ghi nhận đấy, được mọi người là rất là cảm ơn. Đây chú ơi, chú tặng cho gia đình anh chị đấy 5 triệu nhé, chị đếm giúp em. Đây đếm lại 10 tờ, đếm đi đếm nhá, đâu không đủ sao. Của chú Hải đây, chú tặng riêng cho gia đình anh đấy. Đây là món quà cảm ơn gia đình anh là đã hiến tặng đất cho hai mẹ con cô Cầu. Thế anh có muốn nói lời cảm ơn đến chú Hải không ạ? Em không biết nói, chỉ biết là cảm ơn thôi ạ. À? Vâng, thì thay mặt cho gia đình nhà anh Hải thì em có cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất chú Hải rất là nhiều. Đấy, hai vợ chồng anh cố gắng nhé. Đấy, hai vợ chồng anh là tuy cũng rất là khó khăn nhưng mà hai vợ chồng rất là tốt. Đấy, thật sự là em nói thật với anh là nếu như mà không có anh hiến đất cho hai mẹ con cô Cầu làm nhà ấy ạ, thì em không biết là em tìm đâu ra ấy. Thật sự là chú còn không bán nữa cơ. Thế ai cũng muốn ở mặt đường nhưng mà không có được ấy. Cảm ơn anh nhá. Này, cố gắng tiền đi. Vâng vâng. Đường kè sắp xong chưa anh? Chưa. À. Ừ. Không có đất à? Vâng. À,
Anh Sài ạ, chú có dặn em là cái số tiền ấy thì anh là muốn mua con gì nuôi cũng được, hoặc là trang trải cuộc sống cho mình ấy. Nhiều anh? Thế là được 6 triệu. Đấy, làm sắn. Sắn là của cả năm nhỉ, phải trồng cả năm mới được mà nhỉ. Ôi, thế là cái món quà của chú Hải là bằng bằng cả năm gia đình anh làm đấy nhỉ. Vâng. 5 giờ nghỉ à? Vâng. Thế chắc bọn em đi về trước này. Em cứ về trước đi. Vâng. Vâng. Thế là hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Đấy, coi như là ngày hôm nay múc được mặt bằng độ khoảng 1/3 nhỉ anh nhỉ. Được 1/3 ấy hồi của gia đình anh Xài đằng sau này ạ. Thì cố gắng sáng mai sẽ xong. Thì chiều mai sẽ vẫn tiếp tục là mai xong á, được không ạ? Đấy, hy vọng là ngày mai sẽ xong. Đấy, một lần nữa thì em có xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chú Hải. Đấy, chú đã có một cái món quà đấy, rất là lớn đối với gia đình anh Xài. Đấy, bằng cả một năm gia đình anh Xài làm sắn đấy ạ. Và cũng xin được phép là kết thúc video tại đây. Đấy, cảm ơn quý khán giả luôn luôn là đóng góp ý kiến cho kênh Vợ Chồng Chúng Em. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Cõi La Linh.